Tạo ra Lecast xin chào. Ngày hôm nay Tạo ra Lecast có mặt ở đây để có thể chia sẻ với anh chị một sản phẩm mới nhất trong bộ sưu tập mùa thu của Lecast có tên gọi là Theo Mây. Giàng ống cao lần đầu tiên có mặt tại Lecast cùng với những đường nét trần tráng đặc biệt ở trên sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang đến một bộ sưu tập heo may cực kỳ đặc biệt ạ. Sản phẩm heo may có 4 cách sử dụng khác nhau. Cách đầu tiên là xỏ cùng tay ạ, tạo ra một dáng rất là thanh lịch, nhẹ nhàng. Cách thứ hai, mình có thể cầm tay buông thõng, thả xuống, thoải mái và cực kỳ là dễ chịu. Hay là những cái cách đeo vai, đeo chéo rất là quen thuộc và phổ biến trên dáng heo may này cũng không thể thiếu được. Dáng đeo vai nhẹ nhàng, mềm mại và chỉ cần điều chỉnh một chút về phía dây là anh chị đã hoàn toàn có thể đeo chéo được với túi sách heo may này rồi ạ. Sản phẩm heo may được sử dụng bằng chất liệu da bò lớp 1 nên khi chạm vào cảm giác rất là mềm mại, chắc chắn và dẻo dai. Sản phẩm có kích thước ngang miệng là 20cm, ngang đáy là 14.5cm, cao thân là 20.4cm và rộng đáy sẽ là 12.8cm ạ. Ngoài ra, phần nội thất của sản phẩm sẽ được trang bị một ngăn khóa kéo nên cực kỳ an toàn khi sử dụng và đeo ra ngoài đường. Bên trong Lecast có trang bị một ngăn chính, một ngăn vách và một ngăn khóa kéo ạ, để có thể để những đồ dùng khác nhau, phân chia gọn gàng, hợp lý. Sản phẩm sẽ có mức giá chỉ từ 2.490.000. Nếu anh chị yêu thích, hãy vui lòng comment ngay dưới bài viết này với cú pháp là H3 cách số điện thoại để Tạo ra Lecast có thể lên đơn hàng và giao tận tay tới anh chị ạ. Tạo ra Lecast cảm ơn và xin chúc cho anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ.